Gần 23 năm đi học, chưa một lần nào mình dám đi ở trường cả. Cái này là nói thật, mình không phải là cái dạng công tử bột chỉ thích ngồi bồn cầu sưởi ấm đâu. Thế nhưng mà phải nói thật ấy, là cái nhà vệ sinh ở trường nói riêng cũng như là tất cả các thể loại nhà vệ sinh công cộng nói chung ấy, nó tệ hơn cái mức bình thường. Tệ đến mức nào? Như mình đã từng chia sẻ, đi ỉa là một trong những cái đặc ân mà tạo hóa ban phát cho muôn loài và chẳng ai muốn phải nhịn ỉa cả. Thế nhưng mà trong một cái khoảnh khắc nào đấy, khi mà cái ham muốn đi ỉa của con người nó bị kìm hãm bởi những cái yếu tố khách quan xung quanh, khiến cho cái người đang buồn ỉa không còn cảm thấy thoải mái nữa, thì khi ấy cái việc đi ỉa vô hình chung nó lại trở thành một nỗi ác mộng. Cái lý do đầu tiên ấy, đó là về mùi. Phải nói là cái nhà vệ sinh ở trường nó khai đéo thế nào mà tả nổi. Đi ỉa là một cái công việc đòi hỏi rất nhiều thời gian, và cái việc phải ngồi ỉa trong một cái không gian mà nồng nặc mùi khai như thế, nó là điều không thể. Tất nhiên, ai đái thì cũng khai. Ông Donald Trump đái thì cũng khai, Kim Jong Un đái thì cũng khai, mình đái thì cũng khai, mà các bạn đái thì cũng khai. Thế nhưng mà con người thì nó hơn nhau ở cái ý thức. Biết mình đái khai thì phải tự giác mà xả nước đi, chứ đéo mẹ không hiểu một số thanh niên học đâu cái kiểu ấy, đái xong cứ kệ còn mẹ đấy, xong rồi thản nhiên đứng dậy ra ngoài rửa tay soi gương vuốt tóc, để lại một cái bãi nước tiểu vàng khè và còn đính kèm ở trên đấy một chút bọt sủi tạo hình nghệ thuật, trông chả khác đéo gì ly cà phê cappuccino mà chúng ta hay uống cả. Cái lý do thứ hai đó là về ý thức sử dụng. Các nhà khoa học trên thế giới đã phải mất rất nhiều thời gian để có thể phát minh ra một cái loại bồn cầu nó có cái nắp gập lên xuống tùy thuộc vào cái mục đích sử dụng là đái hay là ỉa. Cụ thể là nếu như các bạn đi đái thì các bạn làm ơn bỏ ra 3 giây lật hộ mình cái mẹ ngồi lên rồi đi đái, chứ còn cứ để đấy xong lúc đái nó bắn con mẹ lên cái chỗ ngồi ấy, thì đến khi người khác buồn ỉa chạy vào ấy, có khác gì là người ta phải ngồi lên bãi nước đái của các bạn không? Cái lý do thứ ba đó là về cơ sở vật chất. Hầu hết tất cả các nhà vệ sinh ở các trường mình từng theo học ấy, thì đều hỏng chốt cửa, mà nếu như chốt cửa có lành lặn ấy, thì cũng lại không có giấy vệ sinh. Tức là để có thể đi ỉa được ở trường ấy, thứ nhất là các bạn phải mang giấy ở nhà đi, thứ hai là phải canh vào cái lúc mà vắng người nhất, và thứ ba là trong khi ỉa các bạn phải thò một tay ra và toàn bộ cơ thể các bạn phải tạo thành một cái thế võ tấn thủ cực kỳ chắc chắn để giữ cái cửa, tránh cái trường hợp là khi mà đang ỉa thì có ai đó đạp cửa xông vào, dẫn đến cái hệ quả là bất ngờ quá, đau tim mà chết. Và cái lý do cuối cùng ấy, nó hơi mang tính chủ quan một chút, đó là về cảm nhận. Đúng như ý nghĩa của hai cái chữ công cộng, nhà vệ sinh ở trường học nói chung nó giống như là một cái xã hội thu nhỏ, ở đó có rất nhiều loại người, kẻ ra người vào, xô bồ và náo nhiệt. Có những kẻ thì vô tâm hững hờ, vào rửa tay một cái rồi ra ngay. Có những kẻ thì lạc quan yêu đời, buông câu hát ngọt ngào say đắm. Lại cũng có những kẻ thất tình buồn chán, nhà hơi khói thuốc từ từ chậm rãi. Và còn cả những kẻ lạnh lùng cố chấp, đéo hiểu vào nhà vệ sinh làm gì mà lâu thế. Và tất cả những cái điều ấy, nó khiến cho cái người đi ỉa lúc nào cũng trong một cái trạng thái thấp thỏm lo âu, sợ rằng những cái người ngoài kia trong một cái khoảnh khắc nào đấy sẽ phát hiện ra mình đang ỉa. Tóm lại, đi ỉa là cái khoảng thời gian mà người ta tĩnh tâm lại, hồi tưởng về những chuyện đã qua, nghĩ thoáng hơn và học cách tha thứ. Hoặc đôi khi đơn giản chỉ là ngồi chơi một trò chơi khó, đọc một mẩu chuyện hay. Nói chung ấy, đi ỉa là một cái sự thư giãn, là một cái liệu pháp yoga giúp cho tinh thần sảng khoái và lạc quan hơn. Và tất cả những cái điều đó nó chỉ đạt được ấy, khi mà bạn được ngồi ỉa trong một cái không gian thật sự yên tĩnh và thoải mái, nơi mà bạn được là chính mình. Bởi vì đi ỉa là một nghệ thuật, xin đừng vì mắc ỉa mà đành lòng tạm bợ. Và đấy chính là lý do vì sao mà hơn 23 năm nay chưa một lần nào mình đi ỉa ở trường cả. Anh em nhớ đăng ký ủng hộ kênh Ẩm thực cho chó nhé.